Trung Quốc khi hàng xóm sang nhà đòi ghế, Ngụy Lỗi 32 tuổi chết trên giường ngủ với 18 vết đâm rất sâu. Hôm đó là ngày 11 tháng 4 năm 2009, nạn nhân sống tại huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm. Qua giám định pháp y, cảnh sát xác định nạn nhân bị sát hại vào tối hôm trước, không có vết thương do phản kháng. Hiện trường không có dấu vết vật lộn, hung khí dạng dao bấm. Vì trên bàn ăn trong nhà vẫn còn hai đĩa thịt vịt chưa ăn hết và năm bộ bát đũa, dưới gầm bàn có nhiều vỏ chai rượu. Cảnh sát nhận định tối hôm trước Lỗi đã nhậu với một số người tại nhà, sau đó đi ngủ. Lỗi bị tấn công vào thời điểm này nên không kịp phản kháng. Cảnh sát loại trừ khả năng giết người cướp của vì Lỗi không có công việc ổn định, trong nhà không có tài sản đáng giá. Theo hàng xóm, Lỗi thường xuyên ngủ không đóng cửa. Ngoài ra, độ sâu của vết thương cho thấy hung thủ khỏe mạnh, có thù oán và quyết thực hiện tội ác. Cảnh sát tìm được 4 người uống rượu với Lỗi tối hôm đó, nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Theo lịch sử cuộc gọi, người cuối cùng gọi cho Lỗi là Lương Vinh Quốc, em vợ cũ của Lỗi. Với thông tin này, cảnh sát tìm gặp vợ Lỗi là Lương Hà để tìm hiểu về hai chị em. Hà và em trai mồ côi mẹ nên rất yêu thương nhau. Năm 2003, Quốc đến Bắc Kinh làm thuê khi mới 16 tuổi, một năm sau Hà kết hôn với Lỗi. Mỗi lần về quê, Quốc thường mua nhiều quà cho anh rể vì muốn chị gái sống hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi cưới, Lỗi không chịu làm việc kiếm tiền mà suốt ngày tụ tập đánh bạc, uống rượu. Hà cam chịu với lý do sinh con gái xong đến năm 2008 thì ly hôn. Do vẫn sống cùng thôn, mỗi lần gặp, Lỗi lại chặn đường đánh vợ cũ. Cảnh sát xếp Quốc vào chuyện tình nghi. Quốc nói ngày mùng 10 tháng 4 năm 2009, đến quán Internet từ sau khi ăn tối đến hơn 22 giờ. Quán không có camera, nhưng chủ quán và một số người cùng lên mạng xác nhận Quốc không rời đi. Thời điểm gây án là khoảng 20 giờ, như vậy Quốc không có thời gian gây án. Điều tra về những người có mâu thuẫn với Lỗi, cảnh sát lại phát hiện vài tháng gần đây, vợ cũ của Lỗi bắt đầu qua lại với người tên Lưu Vân. Lỗi biết chuyện nên nhiều lần đe dọa Hà không được tái hôn, còn gây sự với Vân. Vân là thợ đá, rất to khỏe, phù hợp với nhận định của cảnh sát về hung thủ. Tuy nhiên Vân lại thuận tay trái, trong khi pháp y xác định hung thủ thuận tay phải vì vết dao trên người nạn nhân là vết đâm bằng tay phải. Ngoài ra, Vân cũng có bằng chứng ngoại phạm. Khi tất cả các đầu mối đứt đoạn, cảnh sát điều tra toàn bộ những người rời khỏi thôn từ sau ngày mùng 10 tháng 4 năm 2009 và phát hiện nghi phạm mới là Hàng Vĩnh Giang, 22 tuổi, cũng làm thuê tại Bắc Kinh. Giang về nhà trước vụ án khoảng một tuần nhưng ngày 11 tháng 4 năm 2009 lại đến Bắc Kinh làm việc. Giang là bạn thân của Quốc, thường xuyên liên lạc với Quốc. Giang thuận tay phải, không cao to nhưng sức khỏe tốt. Tại cơ quan điều tra, Giang không thể nói rõ đã làm gì với ai vào thời điểm 20 giờ ngày xảy ra án mạng. Cuối cùng, Giang nhận tội. Theo lời khai của Giang, qua câu chuyện của Quốc về hoàn cảnh của chị gái, họ cho rằng chỉ có cách duy nhất là giết chết Lỗi, là bạn thân, Giang sẵn sàng làm việc này giúp Quốc. Chiều ngày mùng 10 tháng 4 năm 2009, Giang gây án khi biết nạn nhân ở nhà một mình. Quốc biết sẽ bị cảnh sát nghi ngờ nên đến quán Internet để tạo bằng chứng ngoại phạm. Khang Diệp theo CCTV Let's Block Us, Oi.